Zota xin chào. Zota xin chào các bạn nhé. Hôm nay bác sĩ Zota của chúng tôi về sẽ chia sẻ cho bạn một ca lâm sàng, đó là năm răng sứ thẩm mỹ cho một bạn khách hàng đến với hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Đây, như các bạn cũng có thể nhìn thấy, đây là một hôm nay bác sĩ Zota của chúng tôi là sẽ tiến hành lắp một răng này. Thì cái răng này của bệnh nhân đã điều trị tủy rồi, thì bình thường một cái răng đã điều trị tủy thì mình sẽ phải làm một cái răng sứ chụp bọc vào để bảo vệ nó. Cũng kiểu như mình đội cái mũ bảo hiểm để bảo vệ cái đầu với các bạn nhé. Thì hôm nay xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình lắp răng sứ thẩm mỹ cho một bạn khách hàng đến với Zota của chúng tôi. Thì nếu như các bạn mở gần hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi thì các bạn có thể là qua Zota của chúng tôi thăm khám và trải nghiệm dịch vụ của Zota của chúng tôi các bạn nhé. Thì Zota của chúng tôi với cam kết là hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Ngoài ra, Zota của chúng tôi còn cam kết nói không với hàng giả, nói không với hàng kém chất lượng và nói không với thẻ bảo hành công chính hãng các bạn nhé. Thì và Zota của chúng tôi là số 1 về công nghệ đắp răng sứ thẩm mỹ các bạn nhé. Ngoài chuyên về răng sứ, Zota của chúng tôi còn chuyên về nhổ răng khôn số 1 về công nghệ Biaseto, một công nghệ hiện đại nhất bây giờ trên thế giới, và hiện tại đã có mặt tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình lắp răng sứ thẩm mỹ cho một bạn khách hàng đến với Zota của chúng tôi các bạn nhé. Thì bước đầu tiên là hôm trước bệnh nhân đã lấy dầu, lấy khuôn răng rồi. Thì hôm nay thì ở bên công ty người ta gửi răng cho Zota của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp răng cho bệnh nhân. Thì chúng tôi sẽ tiến hành sát khuẩn và xịt khô. Và các bạn để tiêu chuẩn để làm ra một cái răng sứ đảm bảo an toàn và chất lượng và độ bền của nó, thì nó sẽ là đầu tiên là cái độ khít, nhất khít, nhì chạm, tam thể và tứ màu các bạn nhé. Thì đó là điều quan trọng nhất trong một ca lâm sàng để mình làm răng sứ để cho đảm bảo về sau cho bệnh nhân ăn nhai được bình thường. Nhất khít, nhì chạm, tam thể và tứ màu. Nếu như mà không đảm bảo một số yếu tố như vậy thì là chắc chắn thì răng thì chắc chắn là răng của bệnh nhân là sẽ bị rơi ra ngoài và sẽ ảnh hưởng về sau và sẽ bị hỏng các bạn nhé. Nên khi các bạn đến với hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi, Zota của chúng tôi là cam kết tuyệt đối 4 tiêu chuẩn: nhất khít, nhì chạm, tam thể và tứ màu. Nếu như các bạn mở gần, nếu bạn có thể là qua nha khoa Zota của chúng tôi thăm khám và trải nghiệm dịch vụ. Còn nếu như các bạn mở xa thì các bạn có thể là qua một số các phòng khám răng mà có biển quảng cáo ở ngoài ghi tên bác sĩ và số giấy phép của Sở Y tế cấp là số bao nhiêu, thì như thế là sẽ đảm bảo cho các bạn về cái chế độ bảo hành, và thứ hai nữa là cái công nghệ để hỗ trợ bác sĩ trong cái quá trình mình khám lâm sàng và làm cho bệnh nhân. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy này, đây như các bạn để này chỉ thấy, nếu như các bạn mà lựa chọn dòng răng sứ thì bác sĩ Zota của chúng tôi sẽ khuyên các bạn đó là chọn các dòng sản phẩm răng sứ toàn sứ, như thế là sẽ đảm bảo cho các bạn về sau. Nếu như các bạn mà chọn dòng răng sứ rẻ tiền ở bên trong là sứ hợp kim loại thì chắc chắn là về sau là sẽ bị hỏng các bạn nhé. Nếu đã làm răng sứ Zota rồi, chúng tôi khuyến cáo nên làm răng sứ toàn phần là sẽ tốt hơn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi quá trình lắp răng này. Bây giờ chúng tôi này sẽ lắp này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chỉ cần ấn vào là xong thôi. Đấy, ấn vào là xong, và sau đó là chúng tôi là sẽ chờ cái chất gắn khô, thì chúng tôi là sẽ tiến hành lấy ra, và sau đó chúng tôi là sẽ chỉnh kênh và đánh bóng và cho bệnh nhân ra về. Thì cái lịch tái khám của bệnh nhân là cứ sau một tuần thì quay lại với Zota của chúng tôi thăm khám để kiểm tra cái tình trạng răng và cái lợi xem có vấn đề gì không. Thì như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn về quá trình lắp răng sứ thẩm mỹ tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi. Nếu như các bạn mà thấy video của bác sĩ Zota của chúng tôi vừa chia sẻ thấy hay, hữu ích, thì hy vọng các bạn có thể là hào phóng giúp Zota của chúng tôi bằng một nút like, hay là nút chia sẻ, hay là đăng ký kênh để các bác sĩ Zota của chúng tôi có thể là phục vụ được cho nhiều khách hàng hơn các bạn nhé, để giúp cho người dân Việt Nam nhà mình có một nụ cười đẹp hơn, xinh hơn và bền hơn các bạn nhé. Và một lần nữa, Zota xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi video của bác sĩ Zota. Zota xin chào, Zota xin cảm ơn.